dáng của dục thủ, kiến thủ với cấm thủ, ngã chấp thủ thì phải mau mau diệt trừ tận gốc. Làm thế nào đoạn tận lậu hoặc nhanh chóng? Lời Phật dạy: lúc bấy giờ có một tỳ kheo sanh khởi suy nghĩ như sau: biết như thế nào, thấy như thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Biết rõ tâm niệm này, Đức Phật liền trả lời với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, pháp đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn niệm xứ đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn chánh cần đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn như ý túc đã được giải thích, thuyết giảng. Năm căn đã được giải thích, thuyết giảng. Năm lực đã được giải thích, thuyết giảng. Bảy bồ đề phần đã được giải thích, thuyết giảng. Thánh đạo tám ngành đã được giải thích, thuyết giảng. Như vậy, này các tỳ kheo, pháp được ta giải thích, thuyết giảng. Vậy mà ở đây còn có tỳ kheo khởi lên suy nghĩ như sau: biết thế nào, thấy thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Chú giải: tất cả các pháp đã được Đức Phật giải thích và thuyết giảng ở trên, nếu là một người biết đời khổ như thật, không có một vật gì là của mình, thì ngay đó buông bỏ tức khắc, không còn tiếc rẻ một thứ gì nữa, ngay cả đến thân mạng cũng bỏ sạch. Chính buông bỏ như vậy, lậu hoặc đã được đoạn dứt tức thời. Nhưng tại sao các vị tỳ kheo này đã nghe Phật thuyết giảng và giải thích mà lậu hoặc vẫn còn, không đoạn tận được, nên mới có những câu hỏi như vậy? Thưa các bạn, chính vì các bạn nghe thuyết giảng hiểu biết, nhưng sự hiểu biết của các bạn chưa như thật. Do sự hiểu biết chưa như thật nên các bạn buông bỏ chưa sạch, hoặc vì nghiệp của các bạn quá sâu dày, tuy có tâm huyết buông bỏ nhưng nhân quả còn đeo mang, chưa chịu ly, hay nói cách khác là chưa chuyển hóa. Những pháp trên đây đã được Phật thuyết giảng để cho chúng ta tu tập chuyển hóa nhân quả. Nhờ tu tập theo các pháp này đúng cách thì mới chuyển hóa nhân quả sạch được. Chuyển hóa nhân quả sạch được tức là tâm vô lậu. Bài pháp trên đây để xác định cho chúng ta thấy rằng Phật giáo chỉ có những pháp này mà thôi, không còn pháp nào khác nữa. Như thế, chúng ta không bị kẻ khác lừa đảo, vì nó được xác định quả quyết của Phật. Khi các vị tỳ kheo hỏi Phật còn có pháp nào vô lậu nữa không? Xin các bạn đọc lại đoạn kinh trên để thấy Phật giáo chỉ có những bài kinh vô lậu thiết thực, cụ thể, thực tế và rất đơn giản. Lúc bấy giờ có một tỳ kheo sanh khởi suy nghĩ như sau: biết như thế nào, thấy như thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Biết rõ tâm niệm này, Đức Phật liền trả lời với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, pháp đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn niệm xứ đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn chánh cần đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn như ý túc đã được giải thích, thuyết giảng. Năm căn đã được giải thích, thuyết giảng. Năm lực đã được giải thích, thuyết giảng. Bảy bồ đề phần đã được giải thích, thuyết giảng. Thánh đạo tám ngành đã được giải thích, thuyết giảng. Như vậy, này các tỳ kheo, pháp được ta giải thích, thuyết giảng. Vậy mà ở đây còn có tỳ kheo khởi lên suy nghĩ như sau: biết thế nào, thấy thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Đọc qua đoạn kinh này, các bạn đã biết rõ đạo Phật chỉ có 37 phẩm trợ đạo, không còn pháp nào khác hơn nữa. Vì đó là lời của Đức Phật đã xác định, còn có pháp nào